Sau bạn Nhật rồi thì xin kính chào các bạn. Đợt này cái nhu cầu máy lọc không khí của các bác mua tương đối được cao. Gần như em đến sắm con nào là các bác cũng mua ngay con đấy. Máy em về rất là đẹp. Các bác đợt dịch này ở nhà nhiều trong phòng, cho nên là cái phòng nó sẽ sinh ra lòng kín cửa nhiều và điều hòa. Thì các bác nên có một chiếc máy lọc không khí, nó có tác dụng là lọc không khí, lọc toàn bộ các cái bụi mịn bay lơ lửng trong phòng, khử mùi hôi nấm mốc, mùi thuốc lá, mùi hôi trong phòng, rồi là bộ ẩm các bác khi các bác dùng điều hòa. Ở đây là một cái con VXE65 các bác nhé, sử dụng công nghệ nano y của thằng Panasonic độc quyền này. Cái công nghệ này thì nó có ba cái tác dụng chính là tiêu diệt mọi vi khuẩn nấm mốc, cái hạt nano nó sẽ được xâm nhập, nó sẽ bay ra và xâm nhập vào các cái môi trường như bông vải, quần áo các thứ cho các để tiêu diệt vi khuẩn. Đấy, rồi nó có cái tác dụng khử mùi như mùi hôi nấm mốc rồi thuốc lá các bác hút trong phòng. Rồi có tác dụng bù ẩm cho da, công nghệ độc quyền đấy ạ. Một con VK65 khá là đẹp. Máy là em về toàn hàng đẹp nên là các bác nào có nhu cầu thì các bác cứ liên hệ nha. VXE65 công suất 64W, con này khá là to, các bác dùng cho phòng khoảng 40m² trở lại nhé. VXE65, tình trạng máy thì quá đẹp rồi. Em đã đấu điện 220V, đầy đủ các công nghệ nano, eco, nano, các điều chỉnh cửa dâng, cửa vẫy như các máy khác bình thường. Đây, con này thì màng lọc em thay mới tinh các bác nhé. Đây, các bác về dùng không cần phải nghi ngại gì, màng trong là màng than hoạt tính khử mùi rất hiệu quả. Đây, kết hợp với công nghệ nano y để nó khử mùi. Một con máy khá là đẹp, hoàn hảo, giá cả thì vừa phải. Bên dưới này là bình nước các bác nhá, bình nước bù ẩm. Đây, các bác muốn tăng độ ẩm trong phòng lên thì các bác cho nước vào trong bình đây. Đây các bác bật chế độ bù ẩm lên. Đây là cái màng tẩm ẩm rất là đẹp các bác này, màng tẩm ẩm zin đẹp nhá. Bình nước thì nước sẽ thẩm thấu vào cái màng này, có bánh răng quay đây, lấy cái hơi ẩm ở đây phun qua đây, đấy, làm tăng cái độ ẩm cho phòng lên. Trong này là cái máy bắn nano, có cái lỗ đây các bác này. Đây, công nghệ này nó độc quyền của Panasonic, hoạt động vĩnh cửu. Con này em bán 2,9 triệu các bác nhé, giá chưa phí vận chuyển, đã đấu đổi điện rồi, tặng các bác kèm đổi điện. Các bác nào lấy các bác liên hệ nhé. Chào các bác.